Thưa quý vị, Trung Quốc mới đây lên tiếng khẳng định họ minh bạch với cộng đồng quốc tế về dữ liệu COVID-19, đáp lại cáo buộc của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Kể từ tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc chỉ ghi nhận 23 trường hợp tử vong vì COVID-19 sau khi thu hẹp tiêu chí phân loại. Theo hãng tin AFP, nhiều nước lo ngại dịch bệnh COVID-19 sẽ lại bùng phát ở Trung Quốc sau khi Bắc Kinh đột ngột dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch. Đến nay, hơn 10 quốc gia đã áp các quy định phòng dịch mới đối với du khách đến từ Trung Quốc trong thời điểm hiện nay. Trước đó, Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc không đưa ra bức tranh chính xác và phản ánh sai số ca nhập viện, tử vong. Thưa quý vị, Điện Kremlin vừa phát đi thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong 36 tiếng từ trưa ngày 6 cho đến hết ngày 7 tháng 1 nhân dịp lễ Giáng sinh của chính thống giáo. Theo thông báo chính thức của Điện Kremlin, yêu cầu trên được đưa ra dựa trên đề nghị của Thượng phụ Kirill, người đứng đầu nhà thờ chính thống Nga. Như vậy, đây là lần đầu tiên Nga ngừng bắn hoàn toàn ở Ukraine kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm ngoái. Về phần mình, giới chức Ukraine lại bác đề xuất ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh, đồng thời cho rằng một thỏa thuận như vậy là không thể thực hiện. Trong một tuyên bố trên Twitter, cố vấn của Tổng thống Ukraine nói rằng chỉ có thể có một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời khi Nga rời khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ngoại trưởng Ukraine cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn mà Nga đề xuất là không thể thực hiện và sẽ không được coi là nghiêm túc. Đáp lại, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng các nhà chức trách Ukraine sẵn sàng hy sinh người dân vì ván bài địa chính trị của phương Tây khi bác bỏ lệnh ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của chính thống giáo. Nước Mỹ tiếp tục chứng kiến cảnh tượng trăm năm có một khi mà nghị sĩ Kevin McCarthy vẫn không thể nhận đủ số phiếu ủng hộ để trở thành Chủ tịch Hạ viện sau vòng bỏ phiếu thứ 11. Theo hãng tin CNN, đây là lần đầu tiên trong vòng 164 năm, Hạ viện Mỹ đã phải bỏ phiếu nhiều lần đến như vậy để chọn Chủ tịch Hạ viện. Bất chấp việc đã nhượng bộ, bao gồm hứa sẽ cho phép một dân biểu có quyền kêu gọi một cuộc bỏ phiếu để loại Chủ tịch Hạ viện, ông McCarthy vẫn không thể thuyết phục được nhóm nghị sĩ cực hữu chống đối trong cùng đảng. Trong các cuộc bỏ phiếu mới nhất, ông McCarthy vẫn còn thiếu 18 đến 20 phiếu ủng hộ để cán mốc tối thiểu là 218 phiếu cần thiết. Điều an ủi duy nhất với ông lúc này là nhóm nghị sĩ chống đối vẫn chưa trở cờ bỏ phiếu cho người khác đảng. Theo New York Times, những gì đang diễn ra cho thấy sự chia rẽ rõ nét trong Đảng Cộng Hòa và có khả năng báo trước một kỷ nguyên hỗn loạn. Tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng đối với cả tương lai chính trị của ông McCarthy khi các đồng minh bắt đầu lo sợ rằng lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện có thể thua trong canh bạc nếu cuộc nội chiến kéo dài. Có thể nói là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Mỹ khóa 118 diễn ra với cảnh các thành viên Đảng Cộng Hòa đấu đá lẫn nhau, trong khi đảng viên Dân Chủ, những người đáng lẽ phải buồn bã vì để mất thế đa số tại Hạ viện, lại vừa mừng vừa lo trước cảnh tượng hỗn loạn này. Trước đó, nghị sĩ Kevin McCarthy đến từ California tràn trề hy vọng sẽ có đủ 218 phiếu cần thiết để trở thành tân Chủ tịch Hạ viện, thay thế cho bà Nancy Pelosi. Nhưng thái độ của những người có lập trường cứng rắn trong Đảng Cộng Hòa đã khiến giấc mơ gõ búa tại Hạ viện của ông dần tan thành mây khói. Khi các vòng bỏ phiếu kéo dài, tình hình dường như còn trở nên tồi tệ hơn đối với ông McCarthy khi số phiếu chống lại ông ngày càng gia tăng. Trở ngại chính của ông McCarthy ngồi vào ghế Chủ tịch Hạ viện bắt nguồn từ việc 20 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa từ chối ủng hộ nghị sĩ đến từ bang California này với cáo buộc ông thiếu sự tin cậy về tư tưởng và phớt lờ lời kêu gọi đoàn kết từ cựu Tổng thống Donald Trump. Các tranh cãi nội bộ Đảng Cộng Hòa vẫn rất gay gắt và ông McCarthy khó có khả năng được chọn làm tân Chủ tịch Hạ viện trong những vòng bầu cử tới. Cuộc bỏ phiếu kéo dài có thể làm suy yếu tham vọng của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện trong việc nhanh chóng thực hiện các ưu tiên, cũng như các vấn đề kinh tế, độc lập năng lượng và an ninh biên giới. Hệ quả của việc Hạ viện Mỹ tiếp tục chìm trong bế tắc là rất lớn. Nếu sau ngày 13 tháng 1 tới, phe Cộng Hòa vẫn không thể nhất trí được về ghế chủ tịch, hoạt động của các ủy ban tại Hạ viện sẽ bị cản trở đáng kể do thẩm quyền của họ tại Quốc hội khóa mới vẫn chưa được xác nhận. Không chỉ vậy, nếu các ủy ban không hoạt động đầy đủ, họ sẽ không thể xem xét và sửa đổi dự luật đúng cách, có khả năng cản trở chương trình nghị sự của Đảng, trong đó có các cuộc điều tra mà họ tuyên bố sẽ khởi động về hàng loạt vấn đề như COVID-19, Trung Quốc hay quyết định rút quân khỏi Afghanistan của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir vừa có chuyến thăm tới khu vực Núi Đèn tại thành phố Jerusalem.
thánh địa thiêng liêng đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo. Động thái này được cho là có nguy cơ cao làm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine. Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, hay còn được gọi là núi đền, tọa lạc ở phía đông thành phố Jerusalem, nơi từng diễn ra nhiều làn sóng bạo lực giữa người Do Thái Israel và người Hồi giáo Palestine. Theo quy ước lâu nay, người Do Thái được phép viếng thăm nhà thờ nhưng không được cầu nguyện tại đây. Do đó, việc ông Ben-Gavi đi vào khu vực này rất có thể sẽ khiến quan hệ hai nước trở nên căng thẳng hơn. Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi lực lượng an ninh của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đứng chặn trước cửa nhà thờ. Cộng đồng Hồi giáo chắc chắn sẽ không hài lòng về việc này. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, một người giữ chức vị Bộ trưởng của Israel tới viếng thăm khu vực này. Được biết, chuyến thăm chỉ kéo dài khoảng 15 phút. Đồng thời, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel cũng không hề bước chân vào nhà thờ Al-Aqsa. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Palestine vẫn bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước động thái này. Đây là một thách thức trắng trợn. Chúng tôi yêu cầu Thủ tướng Israel lập tức chịu trách nhiệm cho hành động đầy khiêu khích này. Trước khi lên nhậm chức Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, ông Ben cũng đã nhiều lần ủng hộ việc chấm dứt quy định cấm người Do Thái cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo, đồng thời lên án lệnh cấm này là hành động phân biệt đối xử. Bộ Y tế Bỉ thông báo nước này sẽ tiến hành kiểm tra nước thải của các máy bay đến từ Trung Quốc để tìm kiếm biến thể COVID-19 mới. Đây là một phần trong chính sách ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 khi số ca mắc mới ở Trung Quốc đang tăng nhanh. Kiểm tra nước thải là một biện pháp bổ sung để xác minh các dữ liệu nhận được từ Bắc Kinh là chính xác. Chúng tôi biết không phải ai cũng dùng nhà vệ sinh trên chuyến bay, nên đây không phải là biện pháp để kiểm tra công dân Trung Quốc, mà là cách thức để tìm các biến thể COVID-19 chưa được ghi nhận tại Bỉ, thông báo của Bộ Y tế Bỉ cho hay. Bên cạnh việc kiểm tra nước thải các chuyến bay, Chính phủ Bỉ cũng khuyến cáo du khách tới từ Trung Quốc tự xét nghiệm COVID-19 nếu họ có triệu chứng trong vòng 7 ngày sau khi nhập cảnh. Biện pháp này không bắt buộc. Thưa quý vị, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ đang nghiên cứu và triển khai hoạt động của vệ tinh SWOT có trị giá lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Vệ tinh này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực thủy văn học trên thế giới. Trước đây, giới nghiên cứu chưa thể đánh giá đúng về một trong các đặc tính nổi bật của đại dương, đó là các xoáy nước với đường kính từ vài km đến hàng trăm km. Các xoáy nước được hình thành từ những dòng hải lưu lớn có thể hấp thụ nhiệt lượng và khí CO2 xuống những lớp đại dương sâu hơn. Đây chính là yếu tố để các nhà khoa học xây dựng thành công mô hình khí hậu giả lập. Tuy nhiên, trên thực tế, các vệ tinh trước đây chưa thể quét được hình ảnh chính xác về những xoáy nước này. Sự ra đời của vệ tinh SWOT được xem là sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong nghiên cứu thủy văn vì có thể thu thập các dữ liệu khoa học quý giá về xoáy nước trên bề mặt trái đất từ không gian. Khi vệ tinh SWOT được phóng lên và đi vào trong quỹ đạo, điều này sẽ rất thú vị để đi đến thành tựu ngày hôm nay. Trước đó, các kỹ sư đã từng đối diện áp lực trong nhiều năm khi theo đuổi vấn đề này, và giờ là thời điểm các nhà khoa học nên đẩy mạnh triển khai dự án để tạo ra những điều tuyệt vời hơn. SWOT được vận hành bằng các pin năng lượng mặt trời do công ty Spectrolab thuộc sở hữu của Boeing chế tạo lên không gian. Vệ tinh khảo sát nước bao gồm một bộ 6 tấm pin năng lượng mặt trời chứa 3.360 tế bào quang điện. Vệ tinh này sẽ thực hiện khảo sát toàn cầu đầu tiên về nước trên bề mặt trái đất, đi sâu quan sát các chi tiết nhỏ của địa hình bề mặt đại dương và đo lường sự thay đổi của các vùng nước theo thời gian. Theo đó, những dữ liệu được tổng hợp từ các lần quét radar sẽ diễn ra ít nhất 2 lần trong 21 ngày. Điều này sẽ giúp cải thiện các mô hình lưu thông đại dương, tăng cường dự báo thời tiết và khí hậu, đồng thời hỗ trợ quản lý nguồn cung cấp nước ngọt khan hiếm ở các vùng bị hạn hán.